Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bác Tô. Mình là Bác Tô đây. Thì ngày hôm qua thì cũng mình không có ra video. Ngày chủ nhật mình không ra video, mình cũng xin lỗi anh em ha. Tại mấy ngày hôm trước mình cài nhiều quá cho nên mình mệt. Ngày hôm qua thì mình có quay video nhưng mà mình vô mình nói nghe nó không có đạt chất tiêu chuẩn gì hết nên thôi mình bỏ video luôn. Rồi tiếp tục đêm hôm này lại mất ngủ nữa. Mất ngủ gì ngồi đếm like của các bạn đó. Thôi được rồi, thì nói vui vậy thôi chứ tại mình cũng hơi khó ngủ. Còn như tiêu đề á, thì ngày hôm nay mình sẽ sử dụng cái combo Mochi và Lachlet để coi nó mạnh như thế nào. Anh em cũng nhớ là ngày hôm trước mình có chia sẻ hình ảnh là mình nhặt được trái Mochi. Nhưng mà hôm chủ nhật thì nói chung là nó nhiều vấn đề lắm mà mình không có thời gian để mình luyện hay là farm gì hết. Rồi, thì ở đây anh em mình có một cái tủ rác quỷ. Thì nhìn vào cái tủ này thì anh em cũng biết là nhà tôi là ba đời lụm rác quỷ, cho nên là lụm toàn ra trái gì đâu không mà không ra được trái rồng cây đô. Chán vãi, bữa lụm được OB, cái xong qua được Mochi, bữa nay lại OB nữa. Nó bao giờ ra được cái trái rồng cây đô. Thôi để mình quay ngẫu nhiên trái quỷ xong mình qua bên kia luôn ha. Để coi được trái gì. Trời ơi, sờ mo ke. Chán vãi luôn. Ui. À sờ mo ke, mình tưởng đâu mình quăng cái mất sờ mo ke chứ. Rồi bây giờ là reset qua cái đảo kia, tại vì bây giờ là mình sẽ đánh với con quái, mình test cho nó dễ đi chứ mình đối với mình nó thiệt với anh em á là mình sử dụng trái Mochi này rất là dở. Mochi này là đó mình farm, mình cài chiêu lên để review thôi. Còn về combo này là mình combo toàn là hụt lất không à. Cho nên là mình có nghĩ ra được một cái combo thì mình đăng lên đây xem thử có anh em thấy là cái combo này nó như thế nào, nó có hiệu quả không. Còn đối với như anh em rồ BK trái Mochi thì có thể có những cái BK khác, ở những cái combo khác á. Rồi, thì combo là như thế này. Khoan, mình phải gồng cái trời, gồng chân lửa lên đi. Thì ngày xưa anh em có nhớ không, cái roi Mochi á là còn di chuyển được, là vừa bấm roi, cái roi này là mình di chuyển được á, thì nó đã ha. Còn bây giờ á, thì cái roi này nó bị sao á, nó sử dụng xong rồi nó còn khựng anh em thấy không. Để là bình thường mình nhớ ngày xưa là người ta quăng roi trúng là người ta bật cái chiêu V liền đúng không, nhưng mà bây giờ thì chiêu V của nó đó, nó cũng cũng bị cái thời gian mà sức chiêu cũng chậm rồi, không được như ngày xưa đó. Cho nên là cái ví dụ như cái combo này á thì nó không được hiệu quả cho lắm. Rồi, không thấy cái đối phương đâu để mình đá. Nếu như mình thấy là mình đá rồi. Này là mình không thấy luôn, tại cái lửa đốt mình không thấy. Nếu như combo mà nhanh tí thì mình có thể đá được. Nhưng mà theo mình nghĩ là mình sử dụng C xong cái mình bay xuống mình đạp luôn. Đó, thì cái combo này là yêu cầu là mình phải sử dụng trúng cái chiêu V. Đây mình làm lại một cái thôi. Chiêu V này hồi nè. Mình làm lại. Ví dụ như mình lôi cái con đối phương lại ha. Đổ qua mình đạp thế này. Để thử coi, vậy coi. Đó, rồi cái xong là nó văng đi rồi. Cái mình có thể cấu rỉa bằng mọi cách. Là cái combo này, chuỗi combo này rất là dài. Đối với một con quái này nó trâu vậy á, mà dính một combo này chết thì đối với những người nếu mà ăn được hết combo này chắc mình nghĩ cũng phải máu đỏ anh em. Đó, nếu mà có tộc Human, V3 đồ các kiểu thì mình nghĩ máu đỏ. Nhưng mà đây là lý thuyết thôi chứ thực hành thì cũng khó lắm đó anh em. Mình thì mình làm fail hoài. Hên nay quay video thì làm cũng được ha. Đâu mình làm lại. Còn một cái combo thứ hai, nhưng mà để mình làm lại cái combo này coi. Lần này có bị fail không? Ví dụ như mình bắt được ai đó đi ha. Mình phải làm chủ được cái trái Mochi anh em. Đó, mình đá vậy luôn đi. Cái mình đổi qua mình cấu rỉa các kiểu nè. Đó, nè chụp roi nè. thì nói chung á, cái combo lần này nó không chết không phải là mình hụt cái chụp roi, mà là do cái lắc led mình á lúc nãy nó hết chân lửa. Nếu như còn chân lửa thì nó sẽ gây được cái lượng đam to hơn. Rồi thì cái combo thứ hai á mà mình cũng nghĩ ra là như thế này nè. Đại loại á là mình có thể đá người ta vô trong tường để mình lấy cái hưởng đốt thì nè. Đó rồi mình hơi bị làm bị fail rồi anh em. Đó, đại loại là mình kiếm một ví dụ như mình BK, nếu mình gặp cái tường hay cái gì á thì mình sẽ lấy cái lợi thế ở cái bức tường ha. Này ví dụ như ở đây đi cho dễ. Này có thể là mình sử dụng X hay Z gì cũng được. Đó, cái mình sử dụng gồng Mochi lên này mình hơi chậm nha anh em. Rồi gần xong rồi không? Ồ, đó, mình gần xong rồi cái mình đổi. Cái này á, cái lợi thế của nó là gì anh em biết không?
là cái lúc á, mà nó đấm Mochi á, là nó ở trong cái lửa luôn. Khi mà cái con quái nó ở, hay con người hay mình combo á, nó ở trong lửa, thì nó ở trong lửa như vậy á, thì nó sẽ đốt. Mà cái lượng đam đốt được thì anh em có thể xem á, thì khoảng 100 mấy máu mỗi giây, là 125 đúng không, 125 máu mỗi giây, coi vậy mà dồn lại thì cũng đau á, nó đốt nhiều lần mà. Đó, đây là một cái combo mà nó khá là mạnh luôn cho cái trái Mochi, vừa cộng với cái Lách Lết V2. Có nhiều anh em cứ chê là Lách Lết V2 yếu hay là này kia, mình thấy nó bây giờ nó phải làm hợp meta chứ không. Kể cả chiêu Z nó bay cũng cao chứ bộ. Đó, nó bay cũng cao mà nó sử dụng cái được liền. Còn cái Z Superhuman bây giờ á, nó bay chậm với tầm bắn nó ngắn, nên là nó rất là dễ bị những cái chiêu khác á, mà đẩy ngược nó ra. Có nhiều chiêu bây giờ có thể phá được cái Superhuman lắm. Nói chưa đẩy ra của râu trắng là đủ thứ, hay là cái ít nè của Lách Lết nó đá thì cái Z Superhuman cũng văng ra thôi. Cho nên là cái từ ngày mà nét cái Z Superhuman lại thì Superhuman trở nên yếu. Còn bây giờ có melee mới rồi, bây giờ là chuyển qua sử dụng cái Lách Lết thôi. Đây, mình sẽ làm lại một cái combo này ha. Yêu cầu là mình phải nhanh tay. Ôi ôi, cái này là mình để quái quánh rồi. Mình phải làm lại. Này là kiểu như là phải 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 đánh từ xa nè, mình phải đá từ xa vô chờ hồi chiêu về cái đó. Đối với những anh em nào mà rồ trái này rồi thì chắc là combo nó dễ, chứ mình thì làm fail hoài à, làm không có được. Đây là lại con quái đây đi cho nó gần tường. À thôi, cứ làm con ở đây đi. Đây, đây là khoảng cách này vô tường đúng không? Đó, bây giờ đẩy nó vô lửa trước rồi xong kéo lại. Đó. Đó, đây là một combo, vậy là chết luôn ha. Tại vì nếu mà mình sử dụng Z trước anh em, tại vì cái Z nó hồi nhanh, như theo mình thấy là mình sử dụng Z trước á, thì lát sau là cái Z nó hồi được nữa thì mình sẽ combo được nhiều 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 lần hơn. Thì cái chân lửa này sắp hết rồi. Đây, lát mình chờ làm lại một lần nữa coi. Coi mình sử dụng có bị fail không. Mà hầu như là mình thấy là mình sử dụng là cái chiêu V là mình bị ra hơi chậm á. Chắc là không có quen tay. Nên là vừa đổ qua số 2 bấm V thì mình làm chưa có được. Này chắc có thể là mình nên đổi cái Mochi qua cái số 1 á, cái số 1 để lát mình dễ bấm số V chứ cái V hơn. Nhưng mà không quen. Không quen là không có được, mình gà BK lắm. Anh em cũng biết mà, nhà tôi là ba đời là 2M5 Bounty thôi, chứ không phải là dân pro BK là săn Bounty gì hết. Đó. Ồ, tưởng nó mất chiêu rồi chứ. Tưởng nó bị mất chiêu. Đó, vậy là combo này là chết luôn nè anh em, thấy chưa? Như vậy là mình có thể dùng Q được hai, chịu dùng Z được 2 lần. Nhưng mà lý thuyết là lý thuyết, mình thì mình có thể là do mình làm gà, hoặc cũng có thể đây là lý thuyết. Còn anh em nào á, mà rồ thì có thể nghĩ ra những cái combo hay thì anh em commenter ở dưới để cho mọi người tham khảo cũng như là mình luôn, để biết đâu là mình sau này là mình anh em sẽ thấy Bác Tô là thành best Mochi Việt Nam. Đấy, giống như là Bác Tô cũng từng là best Yasuo, anh em cũng biết không? Đâu giờ mình thử qua chiêu ít đi. Như là nãy mình sử dụng Z hoài, bây giờ mình phải thử ít coi. Hơi bị khó ha. Rồi. Hơi 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 ấy ấy tí. Ôi, mình combo à cái này á, thì mà tuy là mình làm hơi bị fail tại vì mình tọt cái con chuột mình ra khỏi cái màn hình luôn á. Tại Roblox mình không có chơi full, mình chỉ chơi cửa sổ nên lúc đó mình bấm chiêu nó hụt. Rồi ha, mình chờ làm lại đi. Bây giờ là thử chiêu ít nha. Đó, chiêu ít thì mình sẽ phải đứng, nói chung là mình đứng vậy thì lát hơi bị hụt tầm C. Đôi lúc là mình phải đá đá hay sao. Rồi nó văng đi luôn rồi. Nó văng đi luôn rồi. Đây mình thấy giờ mình có thể đẩy vô lửa được không ta? Không. Đẩy vô lửa không được rồi. À mình vẫn có thể đá ít được nha anh em. Nhưng mà cái lửa lửa này vô hơi bị khó thấy. Có vẻ như á là nếu như mình combo mình xài Z, lát xài ít sao nó hiệu quả. Có nghĩa là trên trời, ý mình nói là cái khoảng mà khi mình sử dụng C á, thì mình đổi qua mình Z xuống trước rồi ít sao nó hiệu quả hơn. Tại vì nếu mình ít á thì nó cái con quái nó bay điên á. Đây. Đây dồn nó vô cục lửa nè. Bây giờ lôi nó ra. Cái này hơi bị hụt á, này là hụt chắc luôn anh em. À nó không hồi ít lại liền. Nó không hồi ít lại được liền, nhưng mà đây là một cái combo mà cực kỳ nhiều đam luôn ha.
Đây là combo mà mình nghĩ ra kết hợp với Mochi. Có thể là anh em sử dụng như cái tộc V3 Human á, còn tộc này thì nó tăng ít đam. V3 Human nếu mình thấp máu á, thì rõ ràng là một combo đó là chắc là đi á. Nhiều khi là mình dặm một phát mấy chiêu XZ này thôi là chắc là cũng đỏ máu luôn. Anh em cứ nghĩ đi, hai chiêu này combo lại chắc là gần bằng Shisui á. Gần bằng cây đam của cây Shisui luôn. Mà sử dụng cũng nhanh nè. Đây đó, đam này to đó, mỗi phát là 1k mấy 2k á. Nếu mà kết hợp với cái Human V3 thì chắc là đá lên là thốn lắm á, còn chưa kể là những cái combo chiêu khác. Rồi thì video này là mình đã giới thiệu xong về cái combo của mình rồi ha. Hôm nay cũng qua mất ngủ rồi, hôm nay cũng mệt, làm video là chỉ ngồi nói và nói về lý thuyết vậy thôi, còn thực hành thì còn phải một quá trình dài để tập luyện anh em ạ. Còn bây giờ thì video này mình sẽ kết thúc tại đây. Các bạn cảm thấy sao về video này thì ở đây là bình luận bên dưới, và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn, gặp lại, bye bye anh em nha.